Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 15. Hãy tìm giá trị âm đầu tiên trong mạng một chiều các số thực. Và nếu như cái mạng đó không có cái giá trị âm nào thì sẽ trả về giá trị là âm 1. Ở đây mình sẽ xét đến hai cái ví dụ để minh họa cho cái bài toán này. Đầu tiên mình cho một cái mạng gồm có 3 phần tử là 1.2, trừ 4 và trừ 5. Thì theo câu bài toán thì nó sẽ in ra cái giá trị âm đầu tiên là âm 4, đúng không ạ? Đấy. Mặc dù cái mạng này có hai giá trị âm là âm 4 và âm 5, nhưng mà nó chỉ lấy cái giá trị đầu tiên là âm 4. Đấy. Và một cái ví dụ thứ hai là mình xét với cái ví dụ nó sẽ trả về giá trị là âm 1. Đấy. Vì sao nó lại trả về giá trị âm 1? Là bởi vì nó tất cả các phần tử của cái mạng này đều là số dương. Đấy, nó không phải là số âm nên nó sẽ trả về cái kết quả là âm 1. Đấy. Về thuật toán để giải bài toán này thì nó cũng khá là đơn giản. Mình sẽ trình bày như sau. Thì đầu tiên chúng ta cần phải thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem nó là số âm hay số dương. Đấy. Và nếu như các bạn kiểm tra thấy nó là số âm thì sẽ in ra ngay và không cần nó sẽ không in những cái kết quả đằng sau nó, mặc dù đằng sau nó cho dù cho đằng sau nó là cái số âm hay là số dương đi nữa thì nó cũng không quan trọng. Đấy. Tức là khi mà nó thấy nó bắt gặp trong cái mạng này, phần tử mạng này mà nó bắt gặp một giá trị âm thì nó sẽ in ra cái giá trị đó luôn. Đấy. Chứ không quan tâm đến những cái giá trị sau đó. Đấy. Và với trường hợp thứ hai là âm 1 thì nó sẽ kiểm tra một lượt tất cả. Nếu như tất cả các giá trị của nó đều không phải là số âm, tức là đều lớn hơn hoặc bằng 0, thì nó sẽ trả về cái giá trị là trừ 1. Đấy. Rồi, ok. Thì mình sẽ giải quyết như sau. Thì đầu tiên mình cũng cần phải khai báo một số cái thư viện cho cái việc giải toán này. Mình sử dụng cái Studio, Corel và Math. Sau đó mình định nghĩa thêm một cái max với cái độ lớn là 100. Sau đó sẽ là cái hàm nhập mạng. Cái hàm nhập mạng này thì nó rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Trong cái phần mạng này thì để làm những cái bài tập về mạng thì các bạn bắt buộc cần phải biết cách nhập mạng này và xuất mạng, đúng không ạ? Và cái hàm nhập mạng này nó cũng đơn giản. Ở đây thì mình dùng cái câu lệnh goto, nhưng các bạn cũng có thể dùng các câu lệnh while hay do while đều được. Và hoặc đây cái câu lệnh if này thì mình dùng để kiểm tra điều kiện, xem thử cái n này nó có thỏa mãn cái điều kiện max này không. Nếu không thỏa mãn thì nó sẽ quay về cái bước nhập ở trên này. Đấy. Và đây thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để chúng ta có thể nhập tuần tự lần lượt các cái giá trị của phần tử mạng. Tiếp theo là cái hàm xuất mạng. Với cái hàm xuất mạng này thì chúng ta cần phải sử dụng một cái vòng lặp for và một cái biến chạy từ i bằng 0 cho đến n trừ 1 và sử dụng một cái câu lệnh print. Thì tiếp theo thì mình sẽ viết cái hàm dùng để tìm ra cái số âm đầu tiên, đúng không ạ? Thì mình sẽ làm như sau. Với đây là kiểu số thực nên là mình sẽ khai báo là kiểu plot, đúng không ạ? Plot này. Đấy, mình sẽ cách xuống cho nó dễ nhìn một chút. Plot đây sẽ là số âm đầu tiên, đúng không ạ? Và đây sẽ là plot. Mình cần phải khai báo cái mạng a ra và cái n. Đấy, đó là cái yêu cầu tối thiểu mà phải bắt buộc phải có, đúng không ạ? Và trong cái khối lệnh của cái câu lệnh của cái hàm số âm đầu tiên này thì mình sẽ dùng một cái vòng lặp for. Đây.
với cái giá trị biến chảy là y bằng 0, và y nó chảy đến n được bé n, y nó chảy từ 0 đến cho đến n trừ 1, cứ sau mỗi lần thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Và trong cái vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra xem nó có phải là số âm hay không. Và nếu như nó là số âm thì mình sẽ trích xuất cái giá trị âm nó ra luôn. Đấy. Ở đây mình sẽ kiểm tra câu sử dụng cái lệnh if nếu như mà AI này nó mà bé hơn 0, đúng không ạ? Thì sẽ làm công việc sau, sẽ trả về kết quả return đấy, AI luôn. Còn nếu không, còn nếu mà không tìm thấy cái giá trị AI nào mà bé hơn 0 ấy, thì sẽ return về cái giá trị là âm 1 đấy. Thì đó là cái mục đích của cái hàm mà tính cái số, tìm cái số âm đầu tiên này đấy, thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán đặt ra, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã tìm được cái số âm đầu tiên này thì mình sẽ đi vào cái hàm main. Ở trong hàm main này thì mình sẽ khai báo những cái biến như sau. Đầu tiên là cái biến số phần tử của mạng n, và sau đó là cái mạng a, mạng một chiều a. Ở đây sẽ là max. Rồi ok, sau đó sẽ là mình sẽ phải khai báo một cái biến gọi là biến số âm nhỏ nhất, số âm đầu tiên, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng, đây sẽ là mình sẽ đặt là âm đầu tiên để cho nó khỏi trùng với cái tên hàm ở trên đây, đúng không ạ? Âm đầu tiên thì sẽ bằng kết quả của cái hàm mà số âm đầu tiên. Rồi ok. Và sau đó sẽ dùng cái câu lệnh print để in ra cái số âm đó. Đây sẽ là, do đây là kiểu plot nên nó sẽ là phần trăm f, đúng không ạ? Đây mình sẽ đặt là chấm 3f, và địa chỉ của nó sẽ là âm đầu tiên. Đấy. Và sử dụng thêm câu lệnh get. Và return 0. Đấy, như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái bài tập này. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nó có chạy đúng không nhỉ. Rồi, mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đang cùng kiểm tra xem như nào nhỉ. Đấy, như vậy là chương trình nó không báo lỗi, đúng không ạ? Rồi, ở đây mình sẽ nhập phần tử là 4. Các bạn nhập bất kỳ. Khi đây mình nhập là số là 4, âm 12, 2 và âm 21, 3 và âm 123 thì nó đã in ra kết quả ở đây. Và giá trị âm đầu tiên là 0. Đấy, vì sao lại như vậy? Thì mình sẽ giải thích như sau. Để mình sẽ kiểm tra như này. Đây rồi, là bởi vì cái ở đây mình định dạng cái kiểu dữ liệu cho nó là phần trăm d, đúng không ạ? Nhưng ở đây là số thực nên đây phải là phần trăm f, đúng không ạ? Phần trăm f thì nó mới cho ra cái kết quả đúng được. Đấy, các bạn cũng lưu ý ở điểm này. Rồi, mình sẽ chạy lại cái chương trình này. Rồi ok, nó đã không báo lỗi nữa, đúng không ạ? Và mình sẽ nhập là số phần tử là 4. Đây sẽ là 1, 2, âm 4 và âm 5, âm 8.3. Rồi ok. Thì nó đã in ra
cái mạng là một gồm các phần tử là 1, 2, âm 4 và âm 8.3. Và cái giá trị âm đầu tiên của nó là âm 4 đúng không ạ? Rồi ok, mình sẽ thử với cái ví dụ là không có cái số âm nào, phần tử mạng không có số âm nào. Ở đây mình sẽ nhập là 3 đi. Ok, mình sẽ nhập là số dương cả 1, 2, 3. Thì nó đã in ra cái kết quả là âm 1 đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Rồi, thì như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập số 15 để tìm giá trị âm đầu tiên trong cái mạng một chiều số thực này. Và nếu như mạng không có giá trị âm thì trả về là âm 1, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.